Chia sẻ đã. Chia sẻ một cái. Nếu mày chia sẻ rồi á. Hôm qua bên chỗ chị Trang cũng không chia sẻ được. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình slide áo len dài nữa nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Xin chào cả nhà. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Hello mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ lên 100 người xem bắt đầu like nha mọi người ơi. Tổng giá 69 là gì? Lai áo len dày với lại mỏng luôn nha mọi người ơi. Dày và mỏng xen kẽ nhau nha mọi người, xem giùm em nha. Kiếm tiền lấy chồng anh ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Hôm nay có rất là nhiều len dài đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ là sẽ chị ghim giá đi chị. Chỉ cần mọi người like chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k một áo len nha mọi người ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha. Em sẽ like từng mẫu cho mấy chị coi nha mấy chị ơi. Mấy chị đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Len hôm nay rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm sẽ mua được giá 69k nha mấy chị ơi. Còn tới shop là không có giá này đâu nha. Hàng len Quảng Châu cực kỳ đẹp nha. Chị mở rồi. Xin chào chị Kim Phạm. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi cái này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi. Rồi cái một cái mẫu mặc đang mặc rất là đẹp nha mọi người, nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Lên 100. Rồi 120 bạn coi em sẽ bắt đầu like từng mẫu nha. 120 bạn coi em sẽ bắt đầu like từng mẫu nha mấy chị ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm để mua với giá 69k nha. Lên 120 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ livestream này sẽ mua được với giá 69k nha mấy chị ơi. Lên 120 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha. Hôm nay hứa hẹn với mọi người là rất nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Chỉ cần like và chia sẻ livestream là sẽ mua được với giá 69k nha mấy chị. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Lên 120 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. 69k một áo len dày nha. Rất là rẻ nhưng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chất lượng lắm. 120 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k. Lên 120 bạn coi em sẽ like từng mẫu. Len dày chỉ có giá 69k. Áp dụng trên like thôi nha mấy chị ơi. Áp dụng trên like nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k nha mấy chị ơi.
Chị nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha. Đang coi cho em xin 1 chấm nha mấy chị ơi. Rất là đẹp. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Pia cho Linh. Để các bác sĩ. Để cho bài em luôn. Mọi Nhung có mũ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu like từng mẫu nha. Rồi mẫu đang mặc là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu đang mặc rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Chỉ có 69k thôi nha mấy chị ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream nha. Mẫu này là số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào khách gì vậy? Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 1, chỉ có giá 69k thôi nha. Rồi mũ là 98 nha chị Julie quý ơi. Rồi chốt số 1 cho Mai Lan Nguyễn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mai Lan Nguyễn có đơn rồi. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Mẹ chế nó không về hả? Nhung Võ ơi, chỉ có mấy mũ này thôi nha bạn ơi. Mũ này nha, mình có mấy màu nha. Mình có 5 màu nha bạn. Rồi số 1 mình hết rồi nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Số 1 hết rồi nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha mọi người ơi. Mình tư. Ai có đơn hôm qua thì đi dùng đơn. Mai Lan Nguyễn có đơn hôm qua. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Có gì? 0969 805 108. Rồi bạn nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc 55 cứ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Mẫu đang mặc là số 2 nha. Chỉ giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là len mỏng nha. Len Buntagi nha. Toàn bộ len hôm nay rất là đẹp nha mọi người ơi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em là sẽ mua được với giá 69k. Mẫu đang mặc là 55 cứ lại mặc vừa nha. Rồi chốt số 2 cho Mai Lan Nguyễn nha. Có đơn rồi. Mọi người ơi, bạn nào mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào có đơn thì ghi dồn đơn giùm em luôn nha. Có gì rồi mai em ship hàng cho mấy chị luôn nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Len hôm nay rất là đẹp cho mấy chị. Đó luôn đó chị. Hôm nay len rất là đẹp nha mấy chị. Hứa hẹn với mấy chị là toàn siêu phẩm thôi nha. Chỉ có giá 69k thôi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua được với giá 69k nha. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 5 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu này 55kg lại mặc vừa. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Like và chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 5. Rồi dồn đơn 30. Rồi chốt cho Vĩnh Phi nha. Dồn đơn nha. Hồ Ngọc Hân ơi, có bán luôn nha bạn ơi. Bạn ghé shop coi giùm mình nha bạn ơi. Ghé 86 của Nhĩ Lan coi giùm mình nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Rồi em chốt số 5 cho Vĩnh Vi rồi nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Len hôm nay rất là đẹp, chỉ có giá là 69k thôi.
Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi số 5 mình hết rồi nha. Chị Dĩnh Vy ơi, cho em lại số điện thoại đi chị ơi. Dĩnh Vy ơi, chị còn đó không? Cho em xin lại số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi mẫu đăng mặt nha mọi người ơi, mẫu đăng mặt là số 10 nha, là lên Bung Tân Ghi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình, mẫu này cũng 55 kg loại mặt vừa nha. Mẫu đăng mặt 55 kg loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10 xẻ tà nha. Xẻ tà hai bên với lại tay áo luôn nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Mẫu này số 10 nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi nha, ép dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Vương Kim Trương ơi, là hàng mới nha bạn ơi. Tất cả lên hôm nay là hàng mới nha. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha. Rồi mình chốt số 10 cho bạn Nana nha. Rồi ok Dĩnh Vy nha. 0869 869 060056. Rồi số 10 mình hết rồi nha mấy bạn ơi. Mình chốt cho Nana rồi nha. Nana ơi cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Toàn bộ len hôm nay là hàng len Quảng Châu. Mới 100% nha mấy chị ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Nana. Rồi bạn Nana ơi, bạn còn đó không? Cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Không 973. Rồi mẫu đăng mặt nha mấy chị ơi. Mẫu đăng mặt chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này là free size luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này free size nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha mọi người ơi. Số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ rồi trước rồi nha. Không à, like và chia sẻ bài để mua giá 69k. Mẫu đăng mặt là free size nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 4 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha. Mình ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu này là số 4 nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 4 nha chị Dĩnh Vy nha. Dột đơn nha. Nên hôm nay rất là đẹp nha mấy chị ơi. Rồi số 4 mình hết rồi nha. Số 4 mình hết rồi nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mấy chị ơi. Chỉ cần like và chia sẻ livestream này thôi nha là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ để mua với giá 69k đi mọi người ơi. Mình sẽ theo máy chủ nha. Em sẽ theo máy chủ nha mấy chị ơi. Hôm nay rất là nhiều len đẹp. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi. Rồi mẫu đăng mặt nha. Mẫu đăng mặt từ 55kg rồi lại mặt vừa nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu em đăng mặt là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này có theo chữ up ở đằng trước nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Có hôm nay có rất là nhiều len đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu số 5 này rất là đẹp nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người ơi. Nên bạn nào chốt số ai? Mình đang like nên mình không thể nào nghe điện thoại được đâu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Rồi mình chốt số 5 cho bạn Tâm Trần nha. Chị Tâm Trần ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào đặt hàng với mình thì cho mình xin số điện thoại địa chỉ kèm theo luôn nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi lên hôm nay rất là đẹp nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ thôi là sẽ mua được với giá rất rẻ. Rồi một cái áo len dày tiếp theo cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi.
Mẫu đang mặc là số 7 nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mẫu này là số 7 nha. Rồi ok chị Tâm Trần nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Kèm theo số điện thoại địa chỉ mình sẽ ưu tiên cho bạn đó nha. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 7. Rồi em chốt số 7 cho chị Ngọc Hà nha. Chị Ngọc Hà ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị Ngọc Hà ơi. Còn rồi số 7 mình hết rồi nha mấy bạn ơi. Số 7 mình hết rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp chị Lan Anh ơi. Chị coi từ từ rồi em sẽ like từng mẫu cho chị chọn nha. Em theo mấy chủ nha chị ơi. Em theo mấy chủ. Toàn bộ hàng len hôm nay là hàng len Quảng Châu mới 100% nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha. Rồi ok chị Ngọc Hà, chị có địa chỉ rồi đó. Đọc lộn xộn rồi nha Ly Phan. Rồi mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi một cái áo len này nha mọi người. Áo len này mặc chân váy cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người. Cái này pha lưới nha. Mẫu này pha lưới nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. Lan Hương Võ mình thấy bạn nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Rồi em chốt 11 cho chị Ngọc Hà nha. Rồi 11 chốt cho Ngọc Hà rồi nha. 11 hết rồi nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Ủa? Cái 11 còn không? Cái 11 em còn màu trắng nha mọi người ơi. Đẹp. Giục cái màu trắng đấy. Mọi người ơi. Cái màu trắng. Cái đó như là cái màu trắng. Chị phải ghi lên gương nè, hoặc là dán lên giấy. Bạn Hoài bé có luôn nha bạn ơi. Để sau mình tốt mình. Mọi người ơi chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình. Mẫu này 50kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Không chia sẻ được thì mọi người 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Không chia sẻ được thì vô tường á. Vô tường rồi chắc tại bà like. Mọi người ơi mọi người chia sẻ bài trên trang cá nhân giùm mình nha mọi người. Trong hội nhóm nữa nha. Để mua với giá 69k nha. Mẫu đang mặc là số 15 nha mọi người ơi. 50kg rồi lại mặc vừa. Hà Phạm mình ở 86 cùng những Lan Miu Shop nha bạn ơi. Giá chị áp dụng trên like. Giá 69k em chị áp dụng trên like thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu đang mặc là 15. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Bạn nào có đơn rồi ghi dồn đơn giùm em nha. Mẫu này là số 15 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm mình nha. Chị có giá 69k. 69k một áo thôi nha mấy chị ơi. Bạn nào có đơn rồi chị Lan Anh ơi, lát nữa em chụp lại màn hình cho chị nha chị. Mọi người bấm vào tường của Linh Nguyễn, sau đó em nhấp vào like và chia sẻ nha. Cho mọi người chia sẻ story trên story là sẽ không chia sẻ được đâu. Mẫu này là 15 nha mấy chị ơi. Chị có giá 69k. Mẫu này 50kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 15, bạn nào có đơn đi dồn đơn giùm em nha. 15 nha mấy chị ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm em nha. Rất là đẹp nha mấy chị, len này rất là đẹp nha. Rồi em chốt 15 nha, cho Nana nha. Hình như Nana có đơn rồi. Rồi chốt 15 cho Nana nha, ái thương. Thấy chị nha chị ơi, thấy chị nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Rồi 15 mình hết rồi nha. 15 em hết rồi nha chị Sido ơi. Chị chọn mẫu sau nhiều mẫu đẹp lắm chị ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Vàng Mai ơi, em ở 86 của những Lan Miu Shop Gia Lai nha chị ơi. Chia
sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi một cái cổ lọ rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 55kg lại mặt vừa nha mấy chị. Mẫu đang mặc là 55kg lại mặc vừa nha. Chị nào lấy mẫu này chốt 20 giùm em nha. Có áo khoác luôn nha ái thương ơi. Mẫu đang mặc là 20 nha. Mẫu đang mặc 20 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 giùm mình. Chốt 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mấy cái nha chị. Rồi chốt 20 cho Ngọc Hà nha, dồn đơn. Chốt 20 cho Phước Mỹ nha. Mọi người ơi chia sẻ bao giùm em nha mọi người ơi. Rồi cái đây là cái này chỉ khác cái cổ thôi. Ai lấy mã này thì comment cho em số 50 luôn. Chỉ còn màu này thôi nha mọi người ơi, màu này và màu này nha. Có luôn nha chị Lan Hương Võ ơi. Bây giờ có hai mẫu 50 đen à 50 xám và 50 đen. Ai lấy cái nào thì comment cho em mã màu đó nha. 50 hay 20 chị? 50 xám hoặc đen nha. Còn hai màu này thôi nha mọi người nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha. Bạn nào đang lấy mẫu đang cầm trên tay thì chốt 50 màu giùm mình nha mọi người. Màu mình còn đây. Màu xám và màu đen nha. Cổ lọ như mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Có tay dài luôn nha chị Tuyết Hồng ơi. Có form rộng luôn nha bạn Minh Minh. Rồi ok Phước Mỹ nha. Rồi chốt cái này cho bạn bạn Linh nha. Bạn Linh BK ơi, bạn còn đó không bạn ơi? Nếu còn thì cho mình xin số điện thoại địa chỉ để mình chốt cái đó cái 20 vừa rồi cho bạn nha. Bạn Linh BK ơi, bạn còn đó không? Bạn cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Doãn Mai ơi, tới shop không có giá này đâu nha chị ơi. Em chỉ áp dụng ở trên live thôi nha. Đó, tất cả là 69k nha bạn ơi. Lên cho rồi kìa. Rồi ok, bạn lên BK nha. Rồi mẫu đang mặc nha. Lên dài dặn nha mấy chị ơi. Và đuôi size nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 25 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu này là 25 nha mấy chị ơi. Mẫu này là 25 free size nha mấy chị ơi. Free size mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 25 giùm mình nha mấy chị ơi. Mẫu này là 25 free size luôn nha. Mọi người chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mấy chị ơi. Mẫu này là 25 nha. 25 rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 25 rất là đẹp nha. Mọi người ơi, với điều kiện mọi người phải chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài nha. Rồi em sẽ chốt 25 cho Minh Trang nha. Minh Trang ơi, ngày hôm qua có đơn chưa vậy ta? Bạn nào có đơn rồi bạn thì ghi dồn đơn giùm mình nha mọi người ơi. Có rất là nhiều đơn hàng mình sẽ bị lộn nha. Rồi em chốt 25 cho bạn Minh Trang rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. 25 bạn Minh Trang ơi, bạn còn đó không? Cho mình xin địa chỉ nha bạn ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài nha. Chỉ cần chia sẻ thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Rồi ok Minh Trang nha. Đông Lâm Lâm thấy em luôn nha. Mọi người ơi, mọi người, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 30 giùm mình nha mấy chị ơi. Mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này là 30 nha. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người.
chốt 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 30. Rồi, chốt 30 cho Ngọc Hà dồn đơn nha. Mọi người ơi, mẫu đang mặc mình còn màu đen nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 35 giùm mình nha mọi người. Mẫu y như vừa rồi nhưng mà nó là màu đen nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 35 nha. Cũng 50kg lại mặc vừa cái mẫu mình đang cầm nha mấy chị ơi. 50kg lại mặc vừa mẫu mình đang cầm nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 35 nha. Giống y hệt mẫu 30 vừa rồi nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Len hôm nay về cực kỳ đẹp. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ trong các nhóm nha. Hôm nay hứa hẹn với mọi người có rất là nhiều len đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc cũng 55kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Chỉ còn chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k. Mẫu đang mặc là 40, 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 40 giùm mình, 40 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Len rất là đẹp nha mấy chị ơi. Là hàng len Quảng Châu, mới 100% nha. Chỉ có giá 69k áp dụng trên like nha mấy chị ơi. Mẫu này là 40 nha, len này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm mình nha. Mẫu 40 này nha mấy chị ơi, kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Rồi chốt 40 cho Đông Lâm Lâm nha. Rồi chốt 40 cho Đông Lâm Lâm nha. Đông Lâm Lâm ơi, cho chị xin địa chỉ luôn nha em ơi. Cái gì mai chị ship hàng cho em luôn nha. Phương Thanh mình ở 86 của Chuyển Lan Miu Shop nha bạn ơi. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau nha mấy chị ơi. Len hôm nay chỉ có giá 69k thôi, toàn bộ là hàng len Quảng Châu mới luôn nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k, rất là rẻ luôn nha. Len cực kỳ dày dặn, cực kỳ đẹp nha mấy chị. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi, mẫu đang mặc là 50kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 50 giùm mình, chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mình ưu tiên Phương Thanh ơi, toàn bộ đều là hàng len mới nha chị ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc Đông Lâm Lâm. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mình ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu đang mặc là 50, 50kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mã 50. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 50 giùm mình nha. 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k nha. 69k một áo len rất là đẹp mà rất là rẻ nha mấy chị ơi. Rồi chốt 50 cho Mai Vân nha. Chị Mai Vân ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi Minh Minh ơi, chờ một tí em ơi. Rồi ok chị Mai Vân nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Hôm nay rất là nhiều len đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đẹp không thể tưởng tượng nổi luôn á. Mấy chị ơi, chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k nha mấy chị ơi. Rồi một cái len, rồi cái cổ lọ màu tím này cũng rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 70 giùm mình nha. 70 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Mẫu này 60kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Mai Vân nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Bạn nào không chia sẻ mình sẽ tính với giá 159 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 70 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 70 nha mọi người. Số 70 nha. Rồi em sẽ chốt 70 cho chị Quyên Nguyễn nha.
Chị Quyên Nguyễn ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Nếu không bạn. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Em chỉ áp dụng 69k trên live thôi nha. Còn tới shop lựa là không có giá này đâu nha mấy chị ơi. Rồi chị Quyên Nguyễn ơi, còn đó không, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Cho em xin địa chỉ luôn. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Mình tương tác với nhau đi mọi người ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người. Hôm nay rất là nhiều len đẹp, mọi người tha hồ lựa chọn. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi. Rồi ok Quyên Nguyễn nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Nguyễn An Ninh Gia Lai đúng không chị Quyên Nguyễn ơi? Rồi mẫu đang mặc nha, mẫu đang mặc là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình. Mẫu này 50kg là làm mặc vừa nha mấy chị ơi. Len mỏng nha, len cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình kèm theo số điện thoại địa chỉ, 55kg là mặc vừa mẫu này. Rồi ok Quyên Nguyễn. Ok. Ok rồi Mai. Bạn nào lấy mẫu này. Rồi chốt số 1 cho Linh BK nha. Còn nhiều lắm bạn Giao Gia Phạm ơi, rất là nhiều. Rồi mình chốt số 1 cho bạn Linh BK rồi nha. Có đơn rồi chị. Rồi số 1 mình hết rồi nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k rất là rẻ. Rồi ok Mai Vân nha. Chị nào chắc chắn thì hãy chốt hàng giùm em nha mấy chị ơi. Không, nên là không thôi là nó rất là lộn xộn nha mấy chị. Chốt rồi xả ra rất là lộn xộn nha. Không không có không có. Cái số 1 chốt cho Linh BK rồi. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị. Nguyễn Hiền đúng rồi bạn ơi, hàng mới. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Huyền Nguyễn ơi đúng rồi bạn ơi, hàng mới nha. Hàng mới vẫn phải hàng si đâu nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 kèm 60 hả? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha. Rồi em chốt số 60 cho Linh BK nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mấy chị ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm luôn nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k rất là rẻ nha mấy chị. Chỉ cần like và chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm thôi nha là sẽ mua với 69k. Em chỉ áp dụng ở trên live thôi nha mấy chị. Còn tới shop lựa là không có giá 69k đâu nha. Rồi một cái form màu đen này nha mọi nha mấy chị. Mẫu này 55kg là mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Cái màu đen đang mặc này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu đang mặc là số 10 nha mấy chị ơi. Rồi em chốt số 10 cho chị Ngọc Hà dồn đơn luôn nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị đừng đi đâu hết, mấy chị cứ ở trên này coi like đi. Chia sẻ bài giùm em là sẽ mua được rất là nhiều áo đẹp. Áo đẹp nhưng mà rất là rẻ, rất là chất lượng luôn nha. Toàn bộ là hàng hôm nay là hàng len Quảng Châu 100% mới nha mọi người ơi. Là hàng mới nha. Hàng len của bọn em là hàng len chân kệ nha mấy chị ơi.
nên là có nhiều cái nó chỉ bị xước hay là bị sùn một chút xíu thôi nha mấy chị ơi, một chút xíu thôi, nhưng mà mới 100%, nó rất là đẹp, vải rất là chất lượng, rất là ok nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu đang mặc là 15 nha mấy chị ơi, 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm em nha, 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi, 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ mẫu này nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k. Mẫu này là 15, 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị. Mẫu này chỉ có giá 69k nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm mình nha mọi người ơi. Hả? Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 giùm em nha. 15 này rất là đẹp nha, 55kg lại mặc vừa nha. Rồi chốt 15 cho Mina nha, 15 vẫn còn nha mấy chị ơi, 15 em vẫn còn nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi, còn rất là nhiều len đẹp, rất là nhiều luôn. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi, mẫu đang mặc là số 90 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 90 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này là free size luôn nha mấy chị. Mẫu đang mặc là số 90 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này free size nha mấy chị ơi, chỉ có 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm thì mấy chị sẽ mua được với giá 69k nha. Được luôn nha Mina ơi, mai bạn ghé lấy giùm mình không có giữ hàng nha. Mình chỉ giữ trong ngày mai thôi nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 90 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Mẫu đang mặc là 90 nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc 90. Free size mẫu này nha, mẫu này ở ngoài rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt 90 giùm mình nha. Mẫu này là 90 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 90 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu 90 này nha, 90 mẫu này free size nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ like len giày nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Còn rất nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha. Rồi cái mẫu đang mặc cực kỳ đẹp luôn. Chị với giá 69k. Mẫu này free size nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu đang mặc là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc số 1 nha. Rồi những áo len này là áo hàng Quảng Châu chân kệ nha mọi người, nên là có nhiều cái nó sẽ bị xù một chút xíu thôi nha, nhưng mà vải cực kỳ ok nha mấy chị ơi, nên là mấy chị nhận hàng thì mấy chị đừng có thắc mắc là làm sao mà nó lại xù nhiều như này nha, là em đã nói trước ở trên live rồi nha, nhưng vải cực kỳ ok nha. Cái cổ lọ này rất là đẹp, chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Rồi em chốt số 1 cho chị Siro nha. Chị Siro ơi, chị cho em lại địa chỉ đi, cái gì mai em gửi bưu điện cho chị nha. Hôm bữa trước chị nhận được hàng em gửi chưa, áo đẹp không chị? Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Len giày em còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua được với giá 69k nha. Em chỉ áp dụng ở trên live thôi nha mấy chị ơi. Còn mua tới shop mua là em không có bán giá 69k đâu nha. Và tí nữa like xong em sẽ kiểm tra mọi người. Bạn nào không chia sẻ bài em sẽ không bán với giá 69k đâu nha.
mà sẽ bán với giá 159k. Rồi ok, cảm ơn chị Siro nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 5. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này là 52 cái loại mặc vừa nha mấy chị ơi, là một cái cổ lọ này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này số 5 nha. Rồi chốt số 5 cho Tâm Trần nha, dồn đơn luôn nha. Tâm Trần có đơn rồi. Ly Phan ơi, theo mấy chủ nha, bên đây là phía sau rồi. Tâm Trần có đơn rồi chị. Rồi ok chị Tâm Trần nha. Chia sẻ bài giùm em nha chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi một cái mẫu 47kg nha. Mẫu đang mặc là số 17. Bạn nào lấy mẫu này chốt 17 cho mình. Mẫu này 52 cái loại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc sẽ tay đằng sau rất là dễ thương, chỉ với giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 17 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Bạn nào lấy mẫu này bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mình ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Rồi chốt 17 cho Quyên Nguyễn nha, dồn đơn. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi chốt 17 cho Quyên Nguyễn rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm sẽ mua được với giá 69k nha. Wi-Fi chạy nổi. Mọi người ơi, bạn nào mọi người đang coi livestream trên xin một chấm luôn mọi người ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 11 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mẫu đang mặc là 11 nha mấy chị ơi. 55kg loại mặc vừa nha. 55kg loại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo số điện thoại giùm mình nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu này là 11 nha mấy chị ơi. Màu xanh này rất là đẹp nha, rất là dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi. Mình sẽ áp dụng 69k trên live và cho những bạn nào chia sẻ bài nha. Mẫu đang mặc là 11 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Mẫu 11 55kg loại mặc vừa nha mấy chị. Chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài. Mẫu này 55kg loại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Chốt số 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mọi người ơi. Chỉ có 69k thôi. 69k mẫu này rất là đẹp nha. Rồi mình chốt 11 cho Mỹ Quyên nha. Bạn Mỹ Quyên ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi cảm ơn Mỹ Duyên nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Rồi cảm ơn Mỹ Duyên nhiều nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mỹ Quyên có số điện thoại rồi chị. Không. Rồi ok Mỹ Quyên nha.
Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi, mẫu đang mặc là 55 kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu đang mặc là 12, chỉ có giá 69k nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu đang mặc là 12, 55 kg đổi lại mặc vừa, chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha. Uống trà đào. Rồi chốt 12 cho Angela Kiều nha. Angela Kiều ơi, bạn ơi cho mình địa chỉ luôn bạn ơi. Hôm nay rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Rất là nhiều len đẹp luôn, cực kỳ đẹp mà rất là rẻ. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá 69k. Rồi mẫu đang mặc là số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này 55 kg rồi lại mặc vừa nha. Rồi ok Angela Kiều nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình. Mẫu này Angela Kiều chưa có chị, nhưng mà cho số điện thoại rồi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15. Rồi chốt số 15 cho bạn Mina nha. Mina ơi, bạn có đơn rồi đúng không bạn ơi? Có thì ok lại giùm mình nha. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Len hôm nay rất là đẹp. Hứa hẹn với mọi người là đem đọc cho 0961 949 597. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm đi mấy chị ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mấy chị. Rồi ok Mina nha. Rồi rất là nhiều mẫu len đẹp trong thời gian mẫu mình đang mặc đồ. Thay đồ mọi người chia sẻ bài nha mọi người. Rồi một cái len này là kiểu dạng giống như là baby doll nha mấy chị ơi. Dạng này giống dạng baby doll nha. Mẫu này 55 kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em nha. Chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 2. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 chỉ có giá 69k thôi. Nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này số 2 rồi. Chốt số 2 cho Minh Trang dồn đơn luôn nha. Minh Trang có đơn rồi chị. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em. Thật đó dễ thương quá. Trên kệ người ta cái thử ra thì vô thì nó bị xùi thôi. Đẹp quá, cái này đẹp quá. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này 55 kg lại mặc vừa nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này số 5 mọi người ơi. Mẫu này số 5 giữ giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này 55 kg lại mặc vừa nha. 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mẫu số 5 nha. Rồi chốt số 5 cho Siro nha, dồn đơn nha. Cái đó của Minh Trang dồn đơn với chị. Minh Trang. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi?
sao bây giờ lại tụt người coi rồi. Mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k, rất là rẻ nha mọi người ơi. Không đâu, không ở đâu rẻ bằng ở đây đâu nha mọi người. Toàn bộ hàng len hôm nay là hàng len mới 100% nha. Là hàng len Quảng Châu nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi. Rồi mẫu đang mặc là số 7 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 7, bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu số 7 này. Mẫu số 7 chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Rồi chốt số 7 cho Angela Kiều nha. Chị Siro ơi, chị còn đó không chị Siro ơi? Do hàng len này là hàng len mà bọn hàng len chân kệ ở bên Quảng Châu nha mấy chị ơi, nên là nó có bị xù ở một chút nha. Nếu mà chị Siro ơi còn đó không? Nếu mà chị thích cái này á thì em sẽ gửi cho chị cái này nha, em sẽ nói trước nha. Nói trước cho mấy chị biết nha, không thôi là mấy chị sẽ nhận được hàng mà mấy chị nói là sao mà áo nó xù như vậy nha. Em nói trước cho mấy chị nào thích thì chị đó có thể chốt hàng cho em nha. Em nói trước trên live rồi nha mấy chị ơi nha. Rồi Mina ơi, chị thấy em luôn nha. Chốt số 7 cho Angela Kiều. Ủa số 7 nó tốt cho ai? Cái gì không nhớ luôn á. Nhiều. Số 7 của Mina. Quên mình lộn rồi, chốt số 7 cho Mina nha. Rồi mình chốt cái số 7 cho Mina rồi nha. Số 2 là mình chốt cho Minh Trang rồi nha. Do chắc nhiều, chị đọc nhiều quá chị bị lộn. Rồi mẫu đang mặc là số 15 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này là có thể mặc thành váy nha. Cái này rất là dễ thương, chỉ giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15. Rồi chốt 15 cho bạn Duyên Duyên nha. Chị Siro ơi, chị còn đó không? Dành đâu chưa coi được nè. Coi thôi chứ chưa. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Đâu bị bom đâu. Ai? Cái nhân viên là không bị bom nè. Đúng. Chưa bao giờ, chưa hề. Không hề luôn. Rồi một cái đang mặc cực kỳ đẹp. Cái này là thành váy luôn á mọi người ơi. Cái này rất là đẹp luôn. Rồi ok Duyên Duyên nha. Cái em chọn rất là đẹp. Mẫu đang mặc là số 120. Yên Trần ơi, mình thấy bạn nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 20 nha mấy chị. Mẫu này có thể mặc thành váy luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu đang mặc là 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Rất là đẹp. Mẫu đang mặc là 20, em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Xin chào gà con. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 nha. Rồi chốt 20 cho Jessica Đặng. Rồi em chốt số 20 cho chị
Jessica Đặng nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Ôi cái áo đẹp quá. Đẹp đẹp. Đẹp đó. Đẹp. Rồi ta chọn. Bina cái gì xả cái em màu trắng cái chữ gì đó. Chẳng có chữ mà sẽ tàn luôn. Giờ mà xả như là hơi chút. Em ơi cái đó đẹp mà em xả uổng quá. Cái đó không bị rộng đâu. Jessica Đặng. Chị Jessica Đặng ơi cho còn đó không cho em xin địa chỉ luôn chị ơi. Mẫu đang mặc rất là đẹp cho mọi người. Mẫu đang mặc đúng là một siêu phẩm. Bạn nào lấy bạn nào lấy mẫu này chốt số. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này số 5 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Rồi em chốt số 5 cho. Rồi chốt số 5 cho Nguyễn Mộng Điệp. Rồi số 5 hết rồi nha. Còn kia sao? Kiếp nào? Chị đâu có rồi chị. Trả lại đó. Chữ nào đây? bây giờ sao? Rồi số 5 mình sẽ chốt cho bạn. Chốt đi rồi mà. Hả? Chốt rồi, chốt cái này đi. À chốt cái này hả? Từ cái kia. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là 25, 55kg lại mặc vừa nha mấy chị. Mẫu đang mặc là 25 nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc lấy chốt 25 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mọi người ơi. Nguyễn Mộng Điệp nhường số 5 lại cho dì Cốc kìa. Kim hả? Rồi ok Cúc Kim luôn nha. Ok chị Cúc nha. Cúc Kim mấy đứa. Cái đó là cái gì vậy? Trà một ngày không có đà cũng trời lên. Rồi nhường cái số 5 lại cho Cúc Kim rồi nha. Mỹ Quyên kìa xả cái gì kìa đọc điệp đọc tin nhắn giùm cái đi. Xả cho em cái áo nha chị. Rồi ok Mina nha. Rồi ok chị Cúc nha. Mấy bạn ơi bạn nào chắc chắn thì hãy chốt hàng giùm mình nha mấy bạn cứ chốt rồi xả ra về mình. Mina ơi ngày mai mới lấy được nha em ơi. Giờ đang like nên không có ai, rất là bận nha em ơi. Lan Hương Võ ơi, chị đâu có quen ai đâu. Mấy chị ơi, mấy chị chắc chắn là chốt hàng giùm em nha mấy chị ơi. Chưa chốt ai hết, chưa ấy mà. Ủa, em thấy nhảy mã mà. Chưa. Số 5 nữa không? Em không nhớ. Số 5 là cái lúc nãy thôi, cái đó chưa đọc mà. Rồi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này là số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này là 55kg lại mặc vừa nha mấy chị. Bạn chị nào lấy mẫu này thì chốt số 10 giùm em kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Rồi em chốt số 10 cho Jessica Đặng dồn đơn nha. Mấy chị ơi chắc chắn thì hãy chốt hàng giùm em nha. Vì like đi lại rất là lộn xộn nha. Em sẽ theo mấy chủ nha mấy chị ơi. Nên là mấy chị có thắc mắc thì em cũng theo mấy chủ nha. Có đơn rồi chỉ cần là dồn đơn thôi nha. Còn chỉ cần dồn đơn thôi nha Mina.
Cái màu vàng đây cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Trời. Cái nào? Cái đó là Jessica Đặng đó. Cái vừa rồi Jessica Đặng. Rồi mẫu đang mặc cho mọi người. Mẫu đang mặc là số 30 nha. 55kg là mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình. Mẫu đang mặc là 30 nha mấy chị ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu 30 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu 30 này rất là đẹp nha. Rồi, em sẽ chốt 30 cho Lan Hương Võ nha. Lan Hương kiểu cái vậy mà. Lan Hương Võ ơi, cho mình xin địa chỉ nha. Cho mình xin địa chỉ nha. 30 mình hết rồi nha mọi người. Nguyên Đỗ ơi, mũ thì nếu chị muốn mua mũ thì em có thể bán riêng nha chị ơi. Vì mũ này em có mấy màu lận, 5 màu lận. Chỉ có giá 98k thôi. Của Lan Hương Võ. Lan Hương Võ ơi, bạn còn đó không? Cho mình xin địa chỉ luôn bạn ơi. Mũ của chị Mẫu á. Đúng rồi em. Mũ của chị Mẫu là mũ này nè em ơi. Này nè, chị có giá 98k thôi. Mũ này chị có 5 màu. Mũ chị Mẫu đang đội là có 5 màu luôn nha. Đây nha. Rồi ok Lan Hương Võ nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Mẫu đang mặc 60kg là lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 15 giùm mình. 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Len cực kỳ đẹp luôn. Chị có giá 69k. Em chị 03 Lê Lai chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Cái này rất là đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là 15 nha. Rồi chốt 15 cho Vương Anh nha. Rồi ok Mina nha. Rồi chị xả rồi em ơi. Rồi bạn nào chắc chắn thì đặt, chắc chắn thì chốt hàng giùm mình nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mọi người. Vương Anh đó chị. Để em đọc ra. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Em chỉ áp dụng ở trên live nha. Rồi ok Lan Hương Võ nha. Chị giữ hàng trong ngày mai thôi nha. Có gì ghé lấy giùm nha. Angela Kiều thấy em luôn nha em ơi. Rồi một cái len dày này nữa nha mọi người ơi. Màu này là màu tím pha đen. Rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mẫu đang mặc là 50 nha. Mẫu đang mặc là 50 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50. Chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là 50. 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu đang mặc là 50 nha. Ly Phan thấy luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 50, chỉ giá 69k thôi nha. Màu này ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Màu này ở ngoài đẹp lắm luôn. Rồi chốt 50 cho Đông Lâm Lâm nha. Màu em nói là la lại cái màu trắng không biết thì nó xả. À cái màu trắng nó làm chữ đó. Rồi 50 hết rồi nha mấy bạn ơi. Mình chốt 50 cho bạn Đông Lâm Lâm rồi nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Trên 200 người coi em sẽ tặng áo len nha. Rồi chị Vương Anh ơi, chị còn đó không? Cái này nè chị ơi. Nếu chị lấy cái này thì chị ok lại giùm em nha.
Mẫu đang mặc là số 60 nha mấy chị ơi. Mẫu trên này. Bạn nào lấy mẫu này chút. Chút bao nhiêu? Mã 100. Mã 100 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chút mã 100 giùm em nha. Mẫu này có giá 69k nha, chia sẻ bài để mua giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 100 giùm em. Chốt 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu đang mặc 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu đang mặc 55kg lại mặc vừa. Mẫu này ở ngoài rất là dễ thương, rất là đẹp. Có một dòng chữ ở đằng trước này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. 100 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k, mọi người chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người. Chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha. Mẫu đang mặc là 100 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 100 hoặc có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em, mọi người ơi chia sẻ bài để mua với giá 69k đi mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người cứ ở trên này coi livestream, hứa hẹn với mọi người hôm nay có rất là nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp, len dày dặn lắm nha. Chỉ có giá 69k thôi. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Em nói trước cho mọi người luôn nha. Mẫu này là do hàng len chân kệ cho mọi người ơi. Là nó chỉ bị dính một chút ở ngay đây thôi nha. Nhưng mọi người có thể giặt ra nha. Nên là bạn nào lấy mẫu này thì có thể chốt cho mình số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mình nói trước với mọi người luôn nha. Không thôi là mọi người nhận được hàng rồi mọi người sẽ ý kiến nha. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này 60kg nó lại mặc vừa nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 1 nha mọi người ơi. 60kg nó lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Đang like lên dày luôn nha. Ánh Dương ơi chia sẻ bài giùm chị nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Mẫu này 60kg đổ lại mặc vừa nha. Rồi chốt số 1 cho Mina dồn đơn nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người. Tất cả hàng lên hôm nay chỉ có giá 69k áp dụng trên like. Mina ơi cái trắng mà em mặc không vừa. Thì cái này em cũng mặc không vừa đâu Mina ơi. Cái này là form rộng nha em, chị nói trước nha. Cái này free size nha, mặc kiểu chân váy đẹp lắm. Nếu như lấy cái này thì chốt ok lại giùm chị với nha. Ok lại để chị biết chị chốt hàng cho em nha. Cái cổ lọ này đẹp lắm. Rồi chuẩn bị like một cái áo cổ lọ màu kem rất rất là đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Một cái cổ lọ màu kem đắp chuẩn bị này cũng rất là đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Đúng rồi Mina 60kg vừa. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha. Mình ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu đang mặc là 20, 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu đang mặc là 20, màu cam đất cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người. Chỉ có 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài. Mẫu 20. Rồi chốt 20 cho Duyên Duyên nha, dồn đơn nha. Tiếp tục chia sẻ giúp em để em lên nhiều số phận hơn cho mọi người nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em nha, giúp em nha. 20 là cái này.
này dạng kén dơ cho mọi người ơi, dạng freestyle nha. À lấy cái này thì chốt giùm em mã hồng giùm em nha, mã hồng kèm sinh hoạt giùm em nha. Mã hồng kèm sinh hoạt giùm em nha. À, em sẽ ưu tiên cho những ai mà chốt đơn kèm theo sinh hoạt nha. À lấy mẫu này chốt giùm em mã hồng nha mọi người, rất là dễ thương luôn nha. Mẫu đang mặc là form suông nha mọi người, mọi người có thể mặc thành váy luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt mã hồng kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt hồng kèm theo số điện thoại giùm em luôn nha. Mẫu này là free size nha mọi người ơi, mẫu này là có thể mặc thành váy luôn nha. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người, chỉ có giá 69k thôi nha. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài của em nha mấy chị ơi. Mẫu này là mẫu, bạn nào lấy mẫu này chốt hồng kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Hồng kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Mẫu này free size, chỉ có giá 69k. Em sẽ áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream của em nha. Chia sẻ trong trang cá nhân hoặc trên tường nha mọi người ơi. Hoặc trong các nhóm luôn nha. Mẫu này là hồng kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị. Mẫu này ở ngoài cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Free size cho mấy chị luôn. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt hồng nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần coi livestream và chốt hàng, ngày mai em sẽ giao hàng tận nhà cho mấy chị luôn nha. Rồi một cái áo len chui chuẩn bị cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị. Giày mỏng em đều có luôn nha, áo khoác em đều có luôn nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi, em sẽ áp dụng trên live và tới shop em sẽ không có bán giá 69k đâu nha mấy chị ơi. Rồi cái mẫu đang mặc nha mọi người, mẫu đang mặc 55kg rồi lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu đang mặc là số 1 nha mấy chị, 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa. Màu này rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Mẫu này số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người. Mẫu số 1 này nha. Mẫu số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Chị nào có đơn đừng đi dồn đơn giùm em nha. Rồi chốt số 1 cho Lan Hương Võ nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ nữa. Không ở đâu rẻ bằng ở đây đâu nha mọi người ơi. Nên mọi người chỉ cần chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người. Chỉ cần chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k. Lan Hương Võ ơi, áo khoác. Bây giờ chị đang like áo chui rồi em, chị like từng mẫu cho không like lộn xộn được nha em ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình đi mọi người ơi. Một cái áo này ra cũng chuẩn bị cũng rất là đẹp cho mọi người. Bạn nào nhanh tay thì sẽ được mua được cái áo này với giá 69k. Dễ thương quá. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này là số 5. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Hai bên tay là có như thế này nha. Đây nha, pha ren nha mọi người. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu đang mặc là số 5 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Mã số 5 này rất là đẹp luôn nha mấy chị, chỉ có giá 69k, rất là rẻ luôn. Rồi chốt số 5 cho Tâm Trần dồn đơn nha. Cái số 5 rất là đẹp nha mọi người.
Rồi số 5 hết rồi nha mọi người ơi. Số 5 hết rồi nha. Chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Còn rất là nhiều lên đẹp nha mấy chị, không cần phải lo nha. Không chọn được cái này mình sẽ chọn được cái khác nha mấy chị ơi. Chỉ có 69k thôi. Tâm trần dùng thôi. Mấy chị ơi, chị nào chốt hàng thì chắc chắn chốt hơn hàng giùm em nha. Đừng chốt xong rồi xả tụi em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp. Mấy chị chỉ cần chốt hàng thôi, ngày mai em sẽ giao hàng tận nhà cho mấy chị nha. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc có thể mặc thành áo khác được luôn nha. Mẫu này là 60kg là mặc vừa nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 giùm em nha. Chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị. Mẫu này là số 10 nha. Số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này có mũ mình có thể mặc thành áo khoác cũng được nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Mẫu này số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10. Bạn nào có đơn thì nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 dồn đơn giùm mình nha. Số 5 hết rồi anh Dương ơi. Rồi chốt số 10 cho Siro nha, dồn đơn nha. Rồi chốt số 10 cho Siro rồi nha, dồn đơn. Số 10 mình hết rồi nha mấy chị ơi. Số 10 em hết rồi, mấy chị chia sẻ bài giùm em đi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Còn nhiều lắm luôn á. Rồi một cái áo này cũng rất là đẹp nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Rồi mẫu đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc 55kg độ lại mặc vừa, 60kg độ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu đang mặc là 50 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 50 kèm theo số điện thoại giùm em. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Màu cam đất này rất là đẹp nha mấy chị, chỉ có giá 69k. Chỉ cần like và chia sẻ livestream sẽ mua được với giá 69k nha mấy chị. Mẫu này là 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này là 50. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mình ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Mẫu 50 này nha mọi người, mẫu 50 này rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm mình. Có đính hộp đằng trước nha mọi người ơi. Đính hộp đằng trước nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mẫu này nha. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Em yêu. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi. Okay.